không muốn làm trà xanh, nhưng hành động thì lại khác. Hồi tháng 7 lúc 3 giờ sáng, con bạn em có ghép trúng bạn này trong game. Thì từ hôm đó đêm nào con bạn em cũng chơi game với bạn ý. Mặc dù có người yêu rồi nhưng mà bạn ý là kiểu người quan hệ rộng nên vẫn chơi với bạn khác giới. Trong đó có cả con bạn em, bạn này với con bạn em khá là thân, xếp lớp trong game luôn rồi. Tại người yêu bạn ý không chơi game nhiều nên khi con bạn em chơi game với bạn ý, con bạn em với bạn ý toàn đóng giả người yêu để đi chửi nhau. What? Người yêu bạn này thì hay ghen nên là sau khi nhắn tin với con bạn em thì bạn ý toàn phải xóa hết tin nhắn đi. Chị thấy sao về việc này ạ? Thì con bạn em cũng không có ý định làm trà xanh nhưng mà kiểu sợ người ta nhìn vào tưởng nó là trà xanh ý ạ. Chị cho em lời khuyên để em đi khuyên con bạn chứ giờ không biết vừa nói với nó kiểu gì á. Nhưng mà là con bạn em hay là em? Thứ nhất là bạn em hay là ý là con bạn em hay là em hay là như thế nào? Thứ hai là đi vào câu chuyện thì hay à, có rất là nhiều người muốn làm người xấu nhưng lại không thích nhận làm người xấu, tức là muốn làm điều xấu nhưng mà lại không muốn nhận mình là người xấu, nên là mặc dù là biết như thế là trà xanh, biết như thế là đúng là trà xanh rồi đúng không, bây giờ nó có người yêu rồi vẫn còn set love với nó, vẫn còn đi giả vờ làm người, giả vờ cái gì, giả vờ quần què gì vào anh em xong rồi người yêu rồi vợ vợ chồng chồng quần què gì mà giả vờ làm cháu giả vờ gì cả. Thích đến cái lúc mà nắm chân nắm tay hôn hít xong rồi là làm gì nhau cũng giả vờ luôn hả? Như thế là giả vờ hả? Như thế bảo là tao chỉ giả vờ thôi, tin không? Ai tin giơ tay của mình, cái mình chị của mình không tin. Đấy, thế nên là muốn làm trà xanh nhưng mà lại không muốn nhận mình làm trà xanh, nên là tự dưng lại dùng cái câu giả vờ để bao biện cho cái hành động vô lý của mình. Nghe vô va vẫn tào lao, chả có ai tin cái điều đấy cả. Rõ ràng là trà xanh rồi nhá, không có giả vờ giả viết gì cả. Thế bây giờ đi đâm người giết người xong bảo là tao giả vờ được không? Được không? Như vậy được không? Trời ơi, hành động, người ta nhìn vào hành động chứ giả vờ cái gì? Thích bỏ sư ra mày đặt đó. Thôi nói chung là bớt là màu là mè đi, bởi vì là mình là con người với nhau, mình thành thật với nhau đi, đọc như thế nghe như thế là biết rồi. Với cả không ham hố gì một cái thằng mà nó bắt cá hai tay, bây giờ nó có người yêu rồi mà nó vào chơi game với mình, mà nó vẫn còn set up với mình, nó vẫn còn tán tỉnh mình, nó thả thính mình. Nó lấy lý do là chỉ giả vờ thôi, nhưng mà vấn đề là nó vẫn được nói chuyện, nó vẫn được nhắn tin, nó vẫn được kiểu này kia các thứ với người khác đúng không? Trời ơi, với một cái thằng mà tồi tệ như thế mà vẫn còn tiếc, mà vẫn còn mẹ còn muốn giả vờ thì chịu rồi, chịu hẳn luôn. Giả vờ mà được thì chắc mình cũng muốn giả vờ. mình cũng giả vờ được. Câu nói của Trấn Thành, ai cũng có lỗi mà ai cũng nghĩ mình là nạn nhân nhà bà nữa. Thì đúng rồi. Con người ta không thích mình trở nên xấu xa, tức là vẫn làm điều xấu nhưng không muốn nhận mình là người xấu ấy. Không chân thành, hạnh phúc thì yêu làm gì? Chị ơi, tại sao hai người thích nhau mà lại không yêu nhau, nhưng vẫn đi chơi với nhau, còn nắm tay ôm nhau mà lại không đến với nhau á? Thì đấy là nhu cầu của họ thôi. Ví dụ như hai người đấy không có nhu cầu ràng buộc gì với nhau, hoặc là cả hai người đấy không có nhu cầu, hoặc là một trong hai người đấy không có nhu cầu. Kiểu dạng là sẽ có những người chỉ có nhu cầu được nắm chân, nắm tay, ôm hôn, nên chỉ không muốn ràng buộc gì cả, không muốn là mình mang tiếng có người yêu, vẫn muốn là mình có nhiều cơ hội khác, vẫn muốn mình mang tiếng độc thân, vẫn muốn mình kiểu như là ví dụ chẳng may ra ngoài, ngày mai ra ngoài có gặp được ai ngon hơn thì quay phát ngoắt 180 độ sang người kia luôn, là bỏ phũ bỏ người này luôn. Đấy, thì vẫn sẽ có những người có nhu cầu như thế. Thì mình không đánh giá gì cả, mình chỉ nghĩ là nếu mà sai nếu mà người ta không có thật lòng thôi. Ví dụ như là người ta muốn như thế, người ta không muốn bị ràng buộc nhưng mà người ta lại cứ thích chơi đùa tình cảm của người khác, tức là một trong hai người có một người muốn và một người không muốn ấy. Nhưng mà cái người một người muốn nghiêm túc với mối tình đấy, còn người kia không muốn nghiêm túc nhưng mà vẫn kiểu dạng là lừa dối người còn lại, như thế là sai. Còn nếu mà cả hai người đều có nhu cầu mà kiểu tiền trao cháu múc thì đấy kệ họ, cái đấy là nhu cầu của họ, biết thế đó là được, mình không có can thiệp, mình không có phán xét gì hết. Nếu mà cả hai người đều miễn là không ảnh hưởng đến ai, hai người đều đang độc thân mà thích mập mờ với nhau, chưa ai có người yêu, chưa ai có gia đình, không có ảnh hưởng đến ai mà họ thích thế thì đấy là kệ mẹ họ luôn, mình không có phán xét gì hết. Kiết tình duyên chắc trải qua hết rồi mới có thể tư vấn như vậy không? Trời ơi, mình thất bại trong chuyện tình cảm lắm, mình đã bảo rồi. Mình cũng biết tại sao, chỉ là mình không chấp nhận thôi. Mình thấy nhiều người ta chấp nhận ý. Tức là mình thấy không phải là người ta yêu đương, người ta hạnh phúc. Tức là có những người ta yêu đương được nhiều năm ấy, hay là người ta yêu đương mà kiểu cứ cãi nhau xong lại quay lại, hay là người ta giận dỗi các thứ nhưng người ta vẫn yêu á, là bởi vì người ta chấp nhận được, chứ mình không chấp nhận được nên là mình toàn chia tay thôi. Tức là ví dụ như là mình cũng yêu đương nhưng mà ví dụ như là mình cảm thấy
có vấn đề và mình không chấp nhận được là mình sẽ dừng lại kiểu vậy. Nhưng mà có nhiều người, người ta vẫn chịu đựng và người ta không đủ dứt khoát, người ta không đủ mạnh mẽ, người ta sẽ tiếp tục dùng rằng với nhau mặc dù người ta cũng không hoàn toàn là hạnh phúc trong chuyện tình cảm đấy. Người ta không quá hạnh phúc, người ta vẫn nghi ngờ nhau, người ta vẫn mất thiếu niềm tin với nhau, người ta vẫn không chân thành với nhau, nhưng người ta vẫn ở bên cạnh nhau được ấy. Còn mình sẽ ở như thế được. Mình không ở như thế được, mình mà đã cảm thấy thiếu niềm tin vào nhau là mình không thể yêu đương được. Và mình cũng không thể chấp nhận được, nói chung là mình không hạnh phúc thì mình không yêu được, nên là mình sẽ dừng lại. Đấy là lý do khiến cho mình không có người yêu, chứ không phải là không hiểu được. Mình hiểu được tại sao lại như thế, nên mình thấy cũng bình thường. Có phải là mấy người có người yêu nào hạnh phúc đâu, mẹ chúng nó cãi nhau suốt ngày, chúng nó lên đây hỏi chị Nắng ơi ấy kìa. Đấy, có phải là ai có người yêu cũng hạnh phúc đâu, quan trọng là mình hạnh phúc chứ. Cứ ẻ mồm ra nói xong chúng nó cứ làm ngược lại, Nắng sâu xét, cứ ẻ mồm ra nói à. Nghe khổ ấy. Như mình nói đây là lý tưởng nhất là có người yêu và yêu nhau hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà không được như thế thì thôi, độc thân cũng được. Còn hơn là có người yêu nhưng mà khổ vai đái, ngày nào phải khóc. Thế yêu làm gì? Nó ngày nào phải khóc yêu làm gì? Mình còn trẻ, ai làm mình khóc là mình chia tay. Vãi cả. Yêu để giận với buồn á. Thôi chịu, thế thì bạn đi mà giận với buồn, mình chịu á, mình không thích như thế. Mình muốn một tình yêu bình thường thôi. Giận buồn nó cũng phải có lý do chứ không phải là hơi tí là giận, hơi tí là buồn. Sống cuộc sống người ta còn nhiều thứ phải lo chứ. Dỗi hơi đâu mà suốt ngày yêu với cả đương với giận với hờn mệt bảo mẹ được. Cái bây giờ đấy là các bạn có thời gian hoặc là các bạn kiểu như là chả phải lo cái gì cho cuộc sống á. Còn mình đây mẹ cơm áo gạo tiền mệt bỏ xừ ra, bây giờ yêu đương mà lại còn giận dỗi nữa, xong rồi suốt ngày buồn với cả khóc nữa là chịu nhá. Không ai yêu nổi. Em ăn gì cũng được có ý nghĩa là gì? Chị Nắng ơi, cái câu em ăn gì cũng được có ý nghĩa gì không chị ạ? Em ăn gì cũng được có ý nghĩa gì không? Có. Một là đứa con gái đấy nó không nghĩ là được ăn món gì. Tức là không nghĩ là được ăn món gì. Hai là nó ngại nó không nói. Ví dụ như là nó thích ăn sushi, nó thích ăn kiểu bít tết, nó thích ăn những cái món là mắc tiền. Nhưng mà bây giờ chẳng nhẽ anh ơi em muốn ăn sushi. Nó kiểu nó sẽ nghĩ là nếu mà nói ra như thế thì em sẽ nghĩ nó là một đứa đào mỏ. Hay là một đứa mà đòi hỏi này kia đấy thì nó sẽ không muốn nói ra. Nó sẽ để em tự chọn tại vì là nó cũng ngại các thứ. Còn cái loại cuối cùng là cái loại mình các bạn ạ, là cái loại thực sự là cái gì cũng được. Mình rất là dễ, với cả mình là cái đứa mà kiểu thực sự là hay không nghĩ được ăn món gì lắm. Với cả cũng không ăn gì cũng được thật, mình rất là dễ ăn ấy. Với cả mình thường sẽ để cho đối phương chọn. Mình dễ chiều theo người khác hơn là bắt người khác chiều theo mình ấy. Bún bò không? Ôi không, giờ không muốn ăn bún bò. bún bò thì mình vẫn ăn được. Nhưng mà tại vì là về quê á, hôm qua về quê nên là ăn uống linh tinh nhiều. Ý là ăn cơm ấy, nó đầy bụng ấy. Nên là giờ nghĩ đến ăn thôi thấy sợ rồi ấy. Không biết là Tết về có thế không, mình không biết được, nhưng mà mọi người cứ có một cái niềm tin là phải ăn nhiều với khỏe mới khỏe, với cả kiểu như là cứ bắt ăn nhiều, chứ mình ăn nhiều xong mình mệt lắm, mình chẳng muốn làm gì. Hôm qua về quê xong rồi là ăn cơm nhiều nó bị đầy bụng, xong rồi là thời tiết nó mệt nữa là mình cứ kiểu uể oải suốt cả ngày hôm nay á, cả từ hôm qua đến hôm nay luôn là người nó cứ uể oải, đầu thì đau mà bụng thì đầy, khó chịu ơi là khó chịu luôn. Nhưng mà mọi người cứ nghĩ là phải ăn nhiều mới khỏe, mệt ơi là mệt. Đấy gì cũng được của các bạn đấy ạ. Không, ăn bún bò cũng được. Chỉ là bây giờ đang bị đầy bụng mà không muốn ăn gì thôi. Chứ mà nếu mà ăn thì ăn gì cũng được kìa. Làm thế nào để gài đứa con gái nói ra món mình thích á? Thì em có thể hỏi, ví dụ như là hôm qua tớ đi ăn bún bò ấy, đấy, cậu có hay đi ăn bún bò không? Thế cậu không thích ăn bún bò, thế bình thường thì cậu thích ăn món gì? Xong rồi ghi nó vào, hôm nào nó bảo là ăn gì cũng được thì dắt nó đi ăn cái món mà nó đã bảo ấy. Nó bảo hôm trước nó bảo là thích ăn lọc lợn tiết canh chẳng hạn. Đấy, xong rồi hôm sau bảo là em thích ăn món gì, xong rồi nó ngại, nó muốn ăn món đấy nhưng mà nó ngại ấy. Xong rồi nó bảo là ăn gì cũng được, xong rồi em dắt đi ăn lọc lợn tiết canh luôn. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, nên là những cái đấy là các bạn cần phải thăm dò trước cái buổi các bạn đưa nó đi ăn rồi, các bạn phải thăm dò những cái rồi nhá. Đoán xem hôm nay anh đưa em đi ăn gì nào ạ? Không, mấy cái trò đấy mình thấy dở hơi cắm lợn lắm, vớ va vẩn lắm. Ví dụ đơn giản như là, tức là mình cũng hay được tặng món mà mình ăn được với cả thích ăn lắm, chứ không có bị kiểu như là tặng món mình không thích ăn lắm đâu. Tại vì mình thấy có nhiều người, người ta kiểu như là trong cái giai đoạn người ta thích mình chẳng hạn, nên người ta rất là để ý luôn. Tại vì căn bản là một là mình cũng hay chụp, mình hay đăng story. Tức là có những người mà mình không nói chuyện với người ta nhá, mình không có nhắn tin riêng, mình không trao đổi gì cả, nhưng mà mình có từng đăng story về món ăn đấy. Mình nói là mình thích món đấy, hay là mình lên stream mình kể về món đấy, là người ta rất là hay quan sát. Thì người ta biết thì người ta sẽ tặng mình món đấy, kiểu gần như là ok á, kiểu vậy. Con gái bảo tùy ý là có ý nghĩa gì không chị ạ? Tùy ý anh á, là anh muốn làm gì thì làm nhưng mà phải đúng ý em, kiểu vậy. Tao đỡ được.